Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin quốc tế ngày 29 tháng 4 năm 2022 của kênh TV 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nga xác nhận không kích Kiev, Donbass vẫn là mặt trận chính. Ra xe tăng và tên lửa của Nga diễn tập duyệt binh trên quảng trường đỏ. Ba Lan đáp trả khi bị Nga tố cáo có kế hoạch bí mật tại Ukraine. Hé lộ tâm điểm chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản tới Đông Nam Á. Chủ tịch Triều Tiên khoe công nghệ vô song của lực lượng quân đội. Trung Quốc, Australia khẩu chiến dữ dội về hiệp ước với Solomon. Sau đây là những thông tin chi tiết. Nga xác nhận không kích Kiev, Donbass vẫn là một mặt trận chính. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 4 xác nhận là đã tập kích tên lửa vào Kiev hôm 28 tháng 4, giữa lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang sang thăm Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố, tên lửa tầm xa chính xác cao, phóng từ căn cứ không quân Nga đã xóa sổ cơ sở sản xuất của công ty tên lửa và vũ trụ Astrom tại Kiev. Trước đó, các quan chức Ukraine cáo buộc lực lượng Nga bắn hai tên lửa vào Kiev hôm 28 tháng 4 giữa lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang sang thăm nước này. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã thông tin là đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào ngày 28 tháng 4, xóa sổ ba trạm biến áp tại các nhà ga của Ukraine, cùng một số bệ phóng tên lửa Toskau mà Moscow nói Ukraine đã dùng để tấn công vào thành phố Kherson do Nga kiểm soát. Trong một thông tin trên trang Twitter ngày 29 tháng 4, Bộ Quốc phòng Anh nêu rõ, trong khu vực Donbass xảy ra các trận đánh lớn xung quanh Lysychansk và Severodonetsk khi Nga nỗ lực tiến về phía nam từ Izum tới Sloven. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, trận chiến Donbass vẫn là trọng tâm chiến lược chính của Nga nhằm đạt được mục tiêu đã nêu là đảm bảo quyền kiểm soát đối với các khu vực Donetsk và Luhansk. Theo bộ trên, do sự chống trả quyết liệt của các lực lượng Ukraine, các vùng lãnh thổ mà Nga chiếm đoạt được rất hạn chế và các lực lượng Nga phải chịu thiệt hại đáng kể. Ra xe tăng và tên lửa của Nga diễn tập duyệt binh trên quảng trường đỏ. Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin trên trang chủ của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28 tháng 4 theo giờ địa phương cho biết, Nga đã tổ chức đêm diễn tập đầu tiên cho lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm chiến thắng trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy, một số lượng lớn thiết bị quân sự đã được xuất hiện, bao gồm cả xe tăng T-34 huyền thoại trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại, xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Amata mới nhất của Nga xe tăng chiến đấu chủ lực T72B3M, xe tăng chiến đấu chủ lực đột phá T90M. Đây là lần đầu tiên tiêm kích sẽ xếp, xếp thành hình chữ Z trong phần duyệt binh trên không, nhằm thể hiện sự ủng hộ của các lực lượng đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo kế hoạch, đêm diễn tập thứ hai cho cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ ở Moscowva sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 5 và còn một cuộc tổng diễn tập vào ngày 7 tháng 5. Lễ duyệt binh chính thức diễn ra trên quảng trường đỏ vào ngày 9 tháng 5 dự kiến 11.000 binh sĩ, 131 thiết bị quân sự mặt đất và 77 máy bay sẽ tham gia diễu hành. Ba Lan đáp trả khi bị Nga tố có kế hoạch bí mật tại Ukraine. Theo Russia Today, trong một tuyên bố được đưa ra hôm 28 tháng 4, Giám đốc Cơ quan Tình báo nước ngoài SVR của Nga, Sergei dẫn một số thông tin thu thập được, nói rằng Ba Lan và Mỹ đang lên kế hoạch giành lại quyền kiểm soát của các khu vực của Ukraine, được cho là một phần lãnh thổ của Ba Lan trong quá khứ ông Nariskin cho biết, giai đoạn đầu tiên của kế hoạch này là sẽ bao gồm việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Ba Lan ở miền Tây Ukraine với mục đích bảo vệ khỏi nguy cơ tấn công từ Nga. Chi tiết của hoạt động này đang được Warsaw thảo luận với chính phủ Washington và dường như sẽ được tiến hành mà không có sự ủy quyền của NATO và chỉ có sự tham gia của các nước tình nguyện. Theo giám đốc SVA, Ba Lan cho đến nay vẫn chưa thể kêu gọi được bất kỳ quốc gia nào khác tham gia kế hoạch trên, song giới chức Warsaw không quan tâm đến điều đó vì họ muốn giảm thiểu số lượng nhân chứng không cần thiết cho các động thái của mình. Bất chấp mục tiêu được tuyên bố công khai là nhằm đối phó với Moscow, quân đội Ba Lan sẽ được triển khai ở những nơi mà họ hầu như là không có cơ hội giao tranh với lực lượng của Nga ở Ukraine. Ông Nagyskin lưu ý. Sau những thông tin từ tình báo Nga, báo chí Ba Lan đã chất vấn Bộ Quốc phòng Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan không xác nhận các báo cáo giật gân về cáo buộc quân đội Ba Lan chuẩn bị xâm nhập vào Ukraine đồng thời coi chúng là tin giả như những điều vô lý trước đó liên quan đến việc phân chia Ukraine với sự tham gia của chúng tôi. Ba Lan là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất trong cuộc xung đột với Nga. Telegraph của Anh nhận định, trong khi các nước EU chủ chốt như Đức và Pháp đang phải vật lộn để đối phó với những thách thức to lớn hơn do hành động quân sự của Nga đối với tương lai an ninh của châu Âu, thì Ba Lan không chỉ trở thành trụ cột trong nỗ lực của phương Tây nhằm cung cấp cho Ukraine những thứ cần thiết, kể cả viện trợ về quân sự mà còn đón hàng triệu người Ukraine rời bỏ nhà cửa một cách không do dự. Hé lộ tâm điểm chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản tới Đông Nam Á Truyền thông Nhật Bản đưa tin, trong chuyến công du đến Đông Nam Á bắt đầu từ hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ thảo luận về các ứng phó của khu vực đối với cuộc khủng hoảng Ukraine và chống lại chính phủ của Trung Quốc trong khu vực. Các báo cáo dẫn lời các quan chức cấp cao cho biết, Nhật Bản hy vọng đàm phán về chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine và củng cố phản ứng đáp lại ở Đông Nam Á, nơi chỉ có một quốc gia là Singapore tham gia lệnh trừng phạt chống Nga. Ông Kishida cũng sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực liên quan đến việc tăng cường chính sách của Trung Quốc trong khu vực. Thủ tướng mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn để tạo ra một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Chúng tôi cũng mong muốn có các cuộc thảo luận rộng rãi về một số vấn đề khu vực. Tổng thư ký nội các Hirokazu Masuno nói với các phóng viên. Theo lịch trình, đầu tiên thủ tướng Fumio Kishida sẽ đến thăm Indonesia, quốc gia đang chủ trì G20 trong năm nay. Indonesia cũng sẽ chủ trì ASEAN vào năm tới. Sau đó thủ tướng Nhật Bản sẽ thăm Việt Nam và Thái Lan. Chủ tịch Triều Tiên khoe công nghệ vô song của lực lượng quân đội. Ngày 29 tháng 4, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un một lần nữa kêu gọi tăng cường sức mạnh quân sự của đất nước khi ông có một buổi chụp ảnh chung với những binh sĩ tham gia cuộc diễu binh được tổ chức đầu tuần vừa qua. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết sự kiện chụp ảnh diễn ra ngày 27 tháng 4. Tại đây, ông Kim Jong-un đánh giá lực lượng quân đội cách mạng Triều Tiên đã thể hiện ưu thế quân sự và công nghệ vô song của họ trong sự kiện duyệt binh được tổ chức vào tối ngày 25 tháng 4. Triều Tiên đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn trong tối 25 tháng 4 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội cách mạng nhân dân Triều Tiên trong lễ duyệt binh huy động tới hơn 20.000 binh sĩ. Triều Tiên đã phô diễn các khí tài quân sự chủ chốt, bao gồm tên lửa đạn đạo liên tục địa Hwasong-17. Trong một tin khác liên quan đến tình hình Triều Tiên, John Harp dẫn nguồn tin từ trang mạng 38 North với các bức ảnh vệ tinh cho thấy dường như Triều Tiên đang tiếp tục hoạt động khôi phục bãi thử hạt nhân Prungji, vốn bị tàn phá hồi năm 2018 trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh lịch sử với Mỹ. Theo trang 38 North, Hình ảnh vệ tinh thương mại được chụp ngày 26 tháng 4 tại bãi thử Pyongri, huyện Kyulu, tỉnh Bắc Hanjong, cho thấy các hoạt động vẫn đang diễn ra nhằm khôi phục lối vào đường hầm số 3 của bãi thử và xây một lối mới vào khác ở các công trình phụ trợ. Trung Quốc, Australia khẩu chiến dữ dội về hiệp ước với Solomon. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi mới đây đã khẳng định thông tin Trung Quốc xây căn cứ hải quân ở quần đảo Solomon hoàn toàn là thông tin giả mạo, đồng thời cáo buộc chính phủ và truyền thông Úc cố tình bóp méo sự thật tạo căng thẳng. Hiệp ước an ninh mới sẽ chỉ liên quan đến việc duy trì trật tự xã hội, bảo vệ tính mạng tài sản của dân cũng như là hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai, ông Đàm cho hay. Cùng ngày, phát biểu tại một sự kiện trực tuyến với các quốc đảo ở Thái Bình Dương, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong cho biết việc đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh với Solomon là quyền thiêng liêng của hai quốc gia có chủ quyền và phù hợp với luật quốc tế. Dựa trên cơ sở nào mà Úc lại có thể vạch ra lần danh đỏ cho Solomon? khi quốc gia này nằm cách họ 2.000 km và cách Trung Quốc 10.000 km. Đây không phải là hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia khác hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, vi phạm các quy tắc quốc tế hay sao. Ông ta nói, đồng thời khẳng định hiệp ước an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon được thực hiện một cách công khai, minh bạch và không nhắm vào các bên thứ ba. Những bình luận trên được phía Trung Quốc đưa ra cho làm nhằm đáp trả Thủ tướng Úc Scott Morrison khi ông tuyên bố một căn cứ quân sự của Trung Quốc nếu được xây dựng ở quốc đảo vùng Nam Thái Bình Dương sẽ là làn danh đỏ đối với chính phủ Úc. Bản tin trên kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.